Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Dứa TV. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng đọc bài thơ Mèo con lười học nhé. Mèo con buồn bực, mai phải đến trường, bèn kiếm cớ luôn, cái đuôi tôi ốm, cừu mới bê toáng. Tôi sẽ chữa lành, nhưng muốn cho nhanh, cắt đuôi khỏi hết, cắt đuôi ấy chết. Tôi đi học đây. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài thơ Mèo con lười học một lần nữa nhé. Mèo con buồn bực, mai phải đến trường, bèn kiếm cớ luôn, cái đuôi tôi ốm, cừu mới bê toáng. Tôi sẽ chữa lành, nhưng muốn cho nhanh, cắt đuôi khỏi hết, cắt đuôi ấy chết. Tôi đi học đây. Bài thơ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Dứa TV nhé.